Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, một cơn lốc xoáy đã quét qua thành phố Desmond, bang Iowa khi bão tràn vào khu vực. Cơ quan chức năng đã nhận được báo cáo nhiều cột điện bị gãy đổ. Sau đó, các cơn bão di chuyển về phía đông, đi vào khu vực phía bắc bang Illinois, trong đó có thành phố Chicago. Nhiều cơn lốc xoáy hình thành trong quá trình bão di chuyển. Theo trang poweroutage.us, gần 390.000 khách hàng đã mất điện chỉ riêng ở phía bắc bang Illinois. Người dân Chicago đã liên tục nhận được các cảnh báo về gió lốc và mưa lớn cơ quan chức năng cũng tiếp nhận nhiều báo cáo thiệt hại lớn trong thành phố. Sáng nay các cảnh báo về lũ quét tiếp tục được đưa ra. Dự báo ngập úng sẽ xảy ra tại các vùng trũng thấp, mương thoát nước, đường phố, hầm chui do mưa liên tục kéo dài. Hiện tại, bão đã di chuyển tới các bang Indiana và Michigan. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về lốc xoáy tại bang Indiana.